Ngày nay, con người thường dễ gặp những vấn đề liên quan đến mệt mỏi, căng thẳng và tụt năng lượng. Với tình trạng này thường sẽ rất khó tìm được sự thanh tĩnh trong không gian sống của mình. Để chấm dứt tình trạng này thì thạch anh hồng vụn sẽ là giải pháp giúp tạo ra không gian sống sinh khí cho gia đình của bạn. Vậy có bao nhiêu loại đá thạch anh hồng vụn? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong video này nhé! Đá thạch anh hồng vụn là thành phẩm dư thừa từ quá trình chế tác các vật phẩm của đá thạch anh hồng thô nguyên khối. Kích thước của thạch anh hồng vụn sẽ không đều nhau, độ cứng đạt từ 6.5 đến 7 ma với chỉ số năng lượng cực cao từ 16.000 đến 20.000 bóp ít. Với giải năng lượng cao nên thạch anh hồng trở thành đá tự nhiên được ứng dụng trong đời sống phong thủy. Vậy có bao nhiêu loại đá thạch anh hồng vụn? Trong quá trình chế tác thành các tác phẩm nghệ thuật sẽ dư ra những mảnh đá vụn có nhiều kích cỡ khác nhau. Những mảnh vụn này thường không thể dùng để chế tác thêm nữa và nhận thấy năng lượng không thua kém gì các vật phẩm làm ra mà thạch anh hồng vụn được ứng dụng phổ biến trong đá nền xử lý lỗi phong thủy. Gồm 1. Đá thạch anh hồng vụn đánh bóng. Đây là đá đã được rung bóng với kích thước từ 1 đến 1.5cm không đồng đều. Thạch anh hồng vụn đánh bóng trông rất đẹp mắt nên thường được sử dụng để rải chậu cây, rải bể cá cảnh, rải mộ phần hoặc những vị trí quan trọng trong nhà ở. Thạch anh hồng vụn được đánh bóng tỉ mỉ và kỳ công nên sẽ có giá khoảng 220.000 đồng trên kg. 2. Đá thạch anh hồng thô vụn. Là loại đá thô chưa qua xử lý với kích cỡ lộn xộn được phân chia thành đá vụn hồng kích thước 1x2cm và đá vụn hồng 4x6cm. Tác dụng chung của thạch anh hồng thô vụn chính là rải nền nhà trấn trạch, đổ sàn bê tông. Giá của đá vụn thô thường rẻ hơn nhiều so với đá đã được rung bóng. Một số cách sử dụng đá thạch anh hồng vụn để tăng sinh khí cho nơi ở. 1. Rải nền móng cho nhà ở, xưởng, công ty, mộ phần. Đối với những ngôi nhà đang trong giai đoạn thi công thì sử dụng đá thạch anh hồng vụn thô để rải nền. Đổ bê tông sẽ giúp ngôi nhà ngăn chặn được các khí tiêu cực từ bên dưới nền móng thoát ra. Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể rải ở những vị trí quan trọng như cổng nhà, phòng khách hoặc các góc của nhà ở. Ngoài ra, thạch anh hồng vụn còn được dùng để rải móng cho mộ phần. Cách này sẽ giúp cho người đã khuất được yên giấc, con cháu làm ăn vượng phát và mạnh khỏe hơn. 2. Rải chậu cây, trang trí tiểu cảnh. Gia chủ cũng có thể sử dụng thạch anh hồng vụn để trang trí cho không gian sống thêm sống động và năng lượng như rải chậu cây hoặc trang trí tiểu cảnh phong thủy. Năng lượng từ thạch anh hồng tự nhiên sẽ giúp các thành viên thư giãn, giải trí, giải tỏa được những sự căng thẳng, mệt mỏi. 3. Trang trí phòng khách, bàn học, bàn làm việc tăng năng lượng. Thạch anh vụn hồng còn được sử dụng để trang trí như đặt lọ đá thạch anh hồng vụn đánh bóng trên kệ TV, bàn học hoặc sử dụng làm cục chặn giấy. Tài liệu giúp tăng cường sự tập trung, khử tác xạ bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Tại nhà sàn Tây Nguyên là một trong những kho đá phong thủy tự nhiên 100%. Nói không với đá giả, đá pha trộn hoặc xử lý nhiệt được nhiều hộ gia đình và thầy phong thủy tin tưởng tìm đến. Tự hào là đơn vị mang năng lượng đến nhiều chủ nhà, đến với kho đá phong thủy nhà sàn gia chủ sẽ không phải thất vọng. Chúng tôi sẵn sàng kiểm định đá theo yêu cầu của gia chủ và khi ghé thăm kho đá hoặc mua vật phẩm bất kỳ đều nhận được món quà năng lượng mang về. Gia chủ cần tư vấn chi tiết hoặc đặt mua hàng đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho nhà sàn qua số 0903 097626 để được hỗ trợ hoặc đến trực tiếp kho tại địa chỉ 17DT743B, Đông Tân, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.